Thưa quý vị, hôm nay ngày 22 tháng 11, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Thời gian qua, với sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp hỗ trợ kịp thời của các bộ ngành trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách quan trọng, tạo điều kiện tiền đề trong phát triển thành phố. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống. Tuy đối mặt với nhiều khó khăn do dịch COVID-19, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vẫn được đảm bảo thực hiện theo tinh thần đổi mới, thiết thực, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Thành phố Đà Nẵng cũng đạt được một số kết quả nổi bật, nhất là thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, khôi phục tăng trưởng kinh tế, nghiêm túc khẩn trương triển khai các nghị quyết, chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương, tạo nền tảng, cơ sở pháp lý để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững trong thời gian đến. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định những kết quả mà Đà Nẵng đạt được thời gian qua vừa là sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, nhưng cũng vừa là sự quan tâm sâu sát của Trung ương. Đồng thời cho biết thành phố thời gian tới sẽ tập trung các biện pháp để tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, đặc biệt cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phòng chống hiệu quả COVID-19, khôi phục hiệu quả tăng trưởng kinh tế xã hội, đồng thời đề nghị các cơ quan trung ương tiếp tục quan tâm phối hợp với Đà Nẵng để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện nay trên chặng đường phát triển của thành phố. Bộ Chính trị đã có một cái quan điểm chủ trương, vấn đề là bây giờ các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện như thế nào thôi. Còn ở các địa phương như Đà Nẵng thì tôi nghĩ là sẽ phải có cái trách nhiệm báo cáo và đề xuất các cái giải pháp cụ thể, thì rất mong đồng chí Thường trực Ban Bí thư và các cái cơ quan tham mưu của Trung ương, đồng chí quan tâm chỉ đạo cái việc này, và nếu tháo gỡ cho Đà Nẵng thì cũng đồng thời là tháo gỡ cho các địa phương khác. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, có chiều sâu, thiết thực và cụ thể các quy định của Trung ương, đã được kết quả khá nổi bật, đáng khích lệ qua hơn một năm thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý thời gian đến, Thành ủy Đà Nẵng cần tiếp tục triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục suốt nhiệm kỳ, gắn liền với việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong cái tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 đó thì nó là cả một quá trình. Và như chúng ta biết là có nhiều vấn đề mà nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc nêu ra thì có những vấn đề không phải chỉ thực hiện trong một nhiệm kỳ mà phải kiên trì với một cái mục tiêu và tầm nhìn dài hạn. Và như vậy chúng ta phải nỗ lực cố gắng tránh cái tâm lý là chúng ta tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình hành động xong là xong, mà nó là cả một cái quá trình cần phải tiếp tục. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Đà Nẵng phải luôn luôn chú ý đến tình hình dịch bệnh, phát triển phải gắn với bền vững, đồng thời xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mốc thời gian, bước đi, lộ trình cụ thể đối với Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, phấn đấu hoàn thành những mục tiêu lớn mà Bộ Chính trị đã đặt ra cho Đà Nẵng trong định hướng phát triển. Tránh cái tâm lý là khi xin nghị quyết thì chúng ta xin rất là cao, nhưng mà khi thực hiện á thì chúng ta quyết tâm không cao bằng lúc mà đi xin nghị quyết. Phải làm quyết liệt, mạnh mẽ như chúng ta thường nói và hay trích dẫn lại cái câu nói của Bác Hồ đó, chủ trương 1 đó là biện pháp 10, quyết tâm phải là 20, quyết tâm phải nhiều hơn nữa thì mới làm được. Đối với các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của Đà Nẵng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định đây là những vấn đề phức tạp, vẫn cần thời gian để tháo gỡ. Chính vì vậy, địa phương cần tích cực phối hợp với Trung ương để tiếp tục giải quyết rốt ráo các vấn đề còn vướng mắc.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý, Đà Nẵng phải xem công tác xây dựng đảng là then chốt, tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất, chú trọng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, không vì những khó khăn, thách thức mà chùn bước, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, xứng tầm là một trong những đô thị đầu tàu của cả nước.